Trường Giang tiết lộ chuyện tình giữa Buka và Ginh Tuấn Kiệt. Trường Giang hết lời khen nhan sắc ngày càng thăng hạng của Buka, song song đó, Mười Khó còn tiết lộ chuyện tình của Buka và Ginh Tuấn Kiệt thông qua chiếc CD của nam ca sĩ. Trường Giang và ekip đã tặng cho Buka một món quà đặc biệt, đó chính là một chiếc CD của Ginh Tuấn Kiệt. Nam MC bật mí, từ khi gặp Buka, Ginh mới có bài hát Không Thể Yêu Ai Được Nữa, khiến nữ diễn viên hài đơ toàn tập. Chưa dừng lại, dàn nghệ sĩ hùa vào gắn ghép cô và Ginh Tuấn Kiệt vì giữa hai người có gì đó rất lạ. Buka cảm nhận như thế nào về sự nhiệt tình của các đồng nghiệp? Thử thách dìm chết nhan sắc trong tập này đã khiến dàn nghệ sĩ bất chấp hình tượng để có thể tham gia một cách hào hứng nhất. Mặc dù luôn giữ ngôi thánh chơi Giang ở những tập trước, nhưng Lâm Vĩ Dạ cũng đành bó tay chịu thua trong phần chơi này. Từ đầu tới cuối thử thách, Buka là người gồng mình hết sức thổi bóng thay phần đồng đội. Lâm Vĩ Dạ đã bất lực như thế nào và sự gồng gánh của Buka có khiến hai người đi đến chiến thắng. Vận xui tìm đến BB Trần khi anh chàng là mục tiêu của Lâm Vĩ Dạ. Ở phần game vận động, nhân cơ hội được Trường Giang giao nhiệm vụ đẩy bóng, Lâm Vĩ Dạ hết lần này tới lần khác hành hạ người em lên bờ xuống ruộng. Liệu BB Trần có toàn mạng vượt qua kiếp nạn hay chịu thua số phận đã an bài dưới tay Lâm Vĩ Dạ?